Kênh chim cảnh Tây Nguyên xin kính chào toàn thể anh em nhá. Hôm nay là ngày 26 tháng 5, thì em lại có về thêm được một ít chim non đây mọi người ơi. Đấy, hôm nay em có về được một ổ khiếu da bò non này, ổ này 3 con này đó, và một ổ trà màu bạch tạng này. Cái ổ hôm trước là 3 con thì đã bán rồi nha. Hôm nay lại tiếp tục xuống tiếp, vẫn là cặp của bố mẹ nó. Bữa nay nó lại xuống tiếp lại đẻ, và bữa nay lại ra lại tiếp đêm một lứa nữa rồi. Đấy, ổ này 2 con đây, bạch 2 con này đó, chim đứng cầu khỏe mạnh, ok lắm rồi. Bạch này là bạch tinh nhé, không có lem một xíu nào nha mọi người. Đấy, và hôm nay em có về thêm một ổ than này là 4 con này, còn đây là một con đất con nhé. Đất con thì để em để chung vào đây thôi. Đấy, ổ này đây một con đất con này, em để chung vào đây nó còn non quá đấy. Đấy, còn đây là 4 con than này, ổ này có 4 con than này. Đấy, lông thì cũng đang phun phun hết rồi. Đây lông đây mọi người. Đấy, còn đây là ổ khiếu da bò non mọi người nhé. Đây ngực dưới ngực của nó này, đây mọi người nhìn này, ngực này đó, ngực của nó đỏ lắm. Đây nó chưa ra lông hết, khi nào ra lông hết, nó đứng cầu ra lông hết thì cái ngực nó mới đỏ nhiều, ngực ở dưới. Giờ lông của nó còn ít lắm, chưa biết được, em phải nuôi cho nó đứng cầu rồi em mới ok, là chim khỏe mạnh thì lúc đấy em mới bán được cho mọi người nhé. Còn bây giờ hiện tại thì bây giờ nó đang còn nằm ổ như này thì em chăm cho nó vài bữa nữa rồi lớn bắt đầu em mới đăng bán mọi người nhé. Thì hôm nay em quay cho mọi người là biết là hôm nay em có xuống về được một ổ khiếu da bò non này. Đấy, da bò đỏ nhá. Đấy, ngực của nó này, ngực dưới rất đỏ nha mọi người. Nó chưa ra lông hết á, nó mới ra được ít ở ngực thôi. Đấy, mới ra được một có ít ở ngực đây thì nó mình chưa nhìn thấy nó đỏ được. Đây đây. Đây. Đấy mọi người thấy không? Đấy. Mới ra được có ít ở đây thôi, nó phải ra nhiều thì lúc đấy nó mới nhìn cái ngực của nó mới đỏ, nó mới ra nhiều lông, nó phun lông ở ngực thì nó mới nhìn nó mới đẹp được. Bây giờ nó vẫn còn đang ít lắm thì là chưa biết được nha mọi người. Đó, thì ổ này có 3 con nhá, thì để em nuôi lớn lúc đấy đứng cầu ok rồi bắt đầu mới bán cho mọi người nhá. Đó. Còn ổ than này thì 4 con này. Mọi người mua thì liên hệ em nhá. 300 một em, 4 con thì 1,2 triệu mọi người nhá. Còn đây là một con than đất thì em vẫn đang để riêng. Con than đất này nó non quá, nó chưa có đứng cầu được á. Như những cái con này thì đứng cầu được rồi thì em cho nó ra riêng này. Đó. Hơi nắng này. Chỗ này hơi nắng nhá. Đấy. Đây hôm nay em về được à, đây một ổ lửa đây. Đó, hôm nay em về được một ổ lửa 4 con. Đấy, mọi người thấy không? 4 con nhá. Có 2 con thì rất đỏ và 2 con thì nó nhạt nhạt hơn. Mọi người, đấy. 2 con thì rất đỏ này. Cái con này với con này đỏ này. Còn con này với con này thì hơi nhạt nhá. Đó, hai con này với con kia thì nó có nhiều cái chấm vàng vàng ở trên lưng á. Chấm vàng vàng rất nhiều trên lưng nhá, đây. Yeah. Chấm vàng vàng đỏ rất nhiều trên lưng á. Thì là ổ này chắc là 2 trống 2 mái, em nghĩ là nó 2 trống 2 mái quá. Đây ổ này này. Nghĩ là nó 2 trống 2 mái. Đây con này chấm vàng vàng ít hơn nha mọi người. Đấy mọi người thấy không? Đấy, còn cái con này thì chấm vàng vàng của nó nhiều hơn này. Đấy mọi người thấy không? Đó. Đó, nó vàng nó đỏ hơn nhá. Đấy. Đấy con này thì nó chấm vàng vàng ít hơn này. Đó. Đấy mọi người nhá. Đấy, con này thì chấm vàng vàng nhiều hơn này. Đấy mọi người thấy không? Đấy, 4 con. 4 con thì ổ này em nghĩ là cứ 2 trống 2 mái rồi. Đấy, lửa này thợ nó bắt được cái ổ này thì nó hơi lớn, nó đứng cầu được rồi nhá. Về được hôm qua hôm kia thì nó vẫn hơi nhát, nó chưa dám há mồm. Hôm nay thì thấy há mồm ăn rồi. Hôm nay hôm qua về bón, bữa nay thấy há mồm rồi, con thì há mồm, con thì chưa mọi người. Đấy, đây. Ổ này thì em bán 350 một con mọi người nhá. 350 một con thì có 4 con thì bán nguyên ổ không xé lẻ mọi người nhá. Em bán nguyên ổ không xé lẻ. Đấy, ai mua được ổ này thì liên hệ em này, có 4 con thôi. Ổ này 350 một con nhá mọi người. Đấy. Ổ này là 1,4 triệu mọi người nhá, 1,4 triệu. Chắc chắn sẽ là 2 trống 2 mái, em nhìn như này là chắc 2 trống 2 mái rồi. Đấy. Con này thì trống rồi. Con kia mái, con này trống, con này mái này. Đó. Nhìn cái con lửa thì nó dễ phân biệt hơn con than mọi người nhá. Than thì nó khó lắm mọi người ạ. Nhiều khi mọi người cứ bảo nó cằm đen này này. Cằm đen này. À, cái cằm ở dưới nó đen, với cổ nó đen, nhiều khi về vẫn ra mái bình thường mọi người nhá.
cho nên là bảo bao chống như vậy là em không dám bao là vì vậy mọi người ạ. Chưa chắc đã là chính xác 100% đâu mọi người ơi, chỉ có là tầm 50 thôi, than riêng than mà chỉ có 50-50 thôi, xác suất là 50-50 chứ chưa được chính xác đâu mọi người ạ. Như con lửa thì nó dễ hơn mọi người ạ. Con lửa này này đó, cái con mà nó lưng của nó nhiều cái chấm vàng trên lưng và nó đỏ hơn, đậm hơn, con nào nhạt hơn là con mái, con nào đậm hơn là con trống. Đây con này đậm hơn là con trống này, còn con kia nhạt hơn là con mái này. Đấy nó như vậy. Đấy, thì ổ này có 4 con là 1.400.000 mọi người nha. Đấy nó lớn rồi, bắt nó lớn quá rồi, giờ nó hơi nhát nhát một xíu. Có những con thì nó há mồm, con thì chưa há mồm nên phải đúc cho nó ăn mọi người. Đấy. Mọi người mua ổ này thì liên hệ em nhé. Đó, còn đây là chè đất con mọi người nhé. Đất con đây là hàng trống này. Đấy trống nhá, trống cứ cánh trắng này là trống mọi người nhá. Đấy cánh trắng này trống này 200 một em nhá. Còn mấy cái con này là cánh ấy là có 3 con này là mái này và một con này là trống này, con này trống này. Đấy con này cánh trắng là trống này. Đó con này cánh trắng trống nhá. Còn con 3 con này là mái này. Đấy. 3 con này mái này. Đấy. Đó 200 một em mọi người nhá. Đây còn ổ bạch. Bạch ở trước 3 con thì em đã bán cho cái anh về bên Đức Trọng Lâm Đồng rồi nhé. Này lại tiếp tục lại xuống tiếp, vẫn là bố mẹ nó nhé. Này là lứa 2 rồi, này lứa 2. Bạch tinh không le một xíu nào mọi người nhé. Hai con rất đẹp luôn. Rất đẹp nha. 3.500.000 một em mọi người nhé. 3.500.000 một em, bạch. Còn thiếu da bò này thì chắc phải nuôi vài bữa nữa nhá. À, lưng ngực dưới ngực nó cũng rất đỏ đỏ nha mọi người. Đấy do nó mới có ít thôi, lồng nó mới rang ra mới được có ít thôi. Đấy. À đây còn có kiến đầu rìu nữa mọi người. Có kiến đầu rìu thì có anh lấy 2 con rồi. À cái chú ở Thanh Hóa chú lấy mất 2 con rồi. Còn 3 con nữa thôi mọi người. Bữa nay nuôi lớn rồi. Bữa nay nó lớn rất lớn rồi, phun lồng này quá đẹp rồi. Các bác anh em nào nuôi loại như tầm này là quá đẹp rồi. Đây. Đó, lớn như thế này rồi mà. Đấy quá đẹp rồi. Đó, phun lông ăn đấy, em nuôi tầm này là quá đẹp rồi đấy mọi người thấy không này. Đó rất đẹp nhá, to lớn phun lông như này rồi, mổ ăn gần biết mổ ăn rồi nhá. 200 một em nhá, còn có 3 em nữa thôi, mọi người mua thì lấy nhá, em bán mất 2 con rồi đấy. Đấy nhá, đấy là về mấy chim non này. Rồi tiếp tục nay em về được mấy con than bổi to nữa mọi người ơi, mấy em than bổi nhá. Còn đây là toàn bộ đây là chim non hết nhá mọi người nhá. Chim non thì em báo giá rồi, còn cái mổ này thì nó còn non thì em chưa báo giá mọi người nhá. Mổ này thì em phải nuôi lớn lớn, bắt đầu lúc đấy lớn rồi bắt đầu em mới bán thì em mới đăng để báo giá cho mọi người luôn nhá, chứ không có để giấu giếm làm gì mọi người. Em bán chim nào em đều bán đăng công khai hết, chim nào mà không bán không đăng bán thì em sẽ không để số điện thoại và không báo giá nhé. Còn loại nào mà em bán thì em sẽ đăng và em sẽ báo giá công khai hết cho mọi người biết nhé, để mọi người mua. Đó chứ không có mập mờ gì hết mọi người nhé, em buôn bán là như vậy. Đó còn ổ này là lửa này, ai nhanh chốt được ổ này, bữa nay ổ này lớn này là quá đẹp, chằm nó không vất lắm như cái loại non kia, loại này biết đứng cầu rồi thì nó rất là dễ nhé. Rồi bây giờ em quay đến mấy em than bổi mới về nữa mọi người nhé. Đây mọi người ơi, hôm nay em về được 3 em than bổi của Đắk Nông này. Thợ bẫy từ mấy hôm nay mới gom lại mới được có 3 con này. Đó, 3 con này bộ cũng khá to đẹp này. Đấy, con đấy đít nhỏng rồi. Đây con này, thế này, trong này. Than Đắk Nông, chúng em bắt ra cho mọi người cùng xem nhé. Cảm nhận con chim rất là to luôn. Than Đắk Nông con nào con đấy to đẹp lắm. To dài này. Đây, có 3 em than bổi. Đó. Và em còn một vài em ít than mái nữa mọi người nhé. Than mái truyền thôi, chứ hôm nay không có chim truyền rồi. Hôm nay than truyền trống thì bữa nay không có hết rồi. Bữa nay về được có 3 con than than già. Đó, than già thì đây mọi người, có 3 con. Để em quay than mái truyền cho mọi người cùng xem nhé. Than mái truyền đây mọi người ơi. Đấy. Đây. Dưới này có 3 em này. Đó, trên này 3 em nữa này. Đây mọi người. Đó. Ba em nhé. Ok. Đây mọi người nhé. Đây, ba em than bổi già đây. Trước tiên bắt con này trước cho mọi người cùng xem nhé. Đấy, hôm nay em có 3 em than bổi thôi.
mọi người mua em nào thì liên hệ em nhé. Con than thì con này em đánh mã số 1 mọi người, áo màu hồng tím này, con này áo màu xanh xanh này, còn con này áo màu nâu nâu mọi người nhé. Đấy, có hai, có ba con đấy, thì mã số 3 đây, bắt đầu từ em này trước mọi người nhé. Rồi em xin tạm dừng video một chút. Rồi đây mọi người, than Đắk Nông đây, con nào con đấy nhìn bộ to dài chưa, con này to dài này, đây mọi người đã không đấy. Đuôi nó đuôi nó chịt vào cái dưới cái khay này cho nên nó hơi bẩn đấy, dính đất nó hơi bẩn. Đó. Đây mọi người nhìn to đã chưa, dài chưa. Đó, than Đắk Nông đúng con nào nó đẹp, móng mỏ là ok mọi người nhá, móng miếc tay chân là đầy đủ đẹp mọi người. Đây đấy, con này đây này mọi người, con này phải hai mấy này, hơn hai mấy này. Đây à, to chưa, hàng Đắk Nông thì mọi người biết rồi. Rồi con này to xòe đẹp dã man luôn, xòe hết bản, đuôi hơi bị bẩn, con này đuôi tắm rửa sạch sẽ là nhìn nó đẹp, nó mướt lại thì nhìn nó mới đẹp được. Rồi than Đắk Nông cũng con nào con đấy to dài đã thật mọi người. Đây mọi người nhìn này, to dài chưa, nhìn con chim nó trường chim, nó dài nó trường chim luôn mọi người này. Đấy mọi người thấy không, rất dài nhá. Rồi, cầm con chim nó đã tay luôn. Đấy, con mã số 1 đầu tiên nhá mọi người nhá, mã số 1 to này đẹp. Rồi con này em sẽ thôi để giá cho mọi người hôm nay bình dân nhá, 350 cho mọi người chơi em này, 350 em mã số 1. Rồi em mã số 2, con này thì đuôi lúc nào cũng nhỏng nhỏng, con này đuôi hay nhỏng này. Đó đấy mọi người thấy không, đuôi lúc nào cũng nhỏng nhá. Rồi con mã số 2 đây nha mọi người nhá, để em bắt ra mọi người. Đây mọi người, tiếp mã số 2 đi nha, lòng này này. Đó, than Đắk Nông con nào con đấy nhìn đã đời luôn mọi người, con nào cũng dài to dài, nhìn đã không. À, móng mỏ tay chân ok mọi người nhá, mũi thì lúc nào mũi thông mọi người, mũi thông này. Đấy này, móng mỏ tay chân ok nhá, móng mướt là còn đầy đủ rồi. To dài đẹp luôn. Đây đấy, con này với con kia nắm ngang nhau mọi người, nắm ngang nhau nhá, cả hai con này, con này với con kia nắm ngang nhau này. Ừ, to đẹp chưa. Đây đẹp nha mọi người nha. Đây con này đẹp này. Con này to đẹp chứ. Con này cũng nắm cũng đã tay luôn mọi người, nắm đã tay lắm. Con này em cũng để giá 350 mọi người nha. Con này với con kia là em nắm là ngang nhau mọi người, nắm thấy nó đẫy tay lắm, 350 mọi người. Chim nó có vẻ khá là dạn dạn đấy mọi người, không thấy nhảy mấy đâu. Đấy, rồi tiếp tục con em này, em này em sẽ bắt ra cho mọi người cùng xem. Đây mọi người, con này thì nó cái lông đuôi này bị gãy mất một vài sợi. Đây mọi người, lông đuôi vài sợi, mấy cái lông đuôi ngọn này nó kiểu nó bị sâu ăn này. Đây mọi người, thì con này nhìn lông đuôi lông đuôi có vẻ nó tưa tưa hơn mọi người. À, móng mỏ tay chân ok mọi người nhá. Đấy, móng ok, cái này móng này vẫn còn mọi người nhá. Đây cái móng bên này, móng này nó bị gãy mất một nửa, có một nửa thôi. Đây mọi người, đấy cái móng này còn một nửa nhá. Đây vẫn còn một nửa, rất dài nhá. Đấy bấm ok mọi người. Đây đó, ok này. Rồi con này em để giá 300 mọi người nhé. Rồi con này lông đuôi nó bị gãy này, gãy mất mấy sợi đây. Mấy cái lông đuôi ở đây nó kiểu như kiểu bị sâu ăn này, nó gãy mất. Nó hơi bị tưa, con này lông đuôi hơi xấu một xíu này. Thì con này em để giá 300 mọi người nhé. Mọi người mua con này thì liên hệ em nhé. Có 3 con, hai con kia thì bán 350 đấy mọi người. Hai con đó thì đẹp, to đẹp rồi. Đó, chim cò hôm nay thì em chỉ có vậy thôi. Mọi người mua được chim non hoặc là chim bổi, chim nào thì cứ liên hệ em nhé, số điện thoại thì em để trên màn hình. Và mọi người mua thì ở xa thì mọi người nên chuyển khoản trước thì em mới gửi chim nhé. Đấy.
Rồi một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em nhé.